Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thị xã Mường Lây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cử tri cần có trách nhiệm với lá phiếu của mình. Mường Lây hoàn tất các bước chờ đón ngày bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Có thể khẳng định, tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị xã vùng cao Mường Lây đã hoàn tất. Thành công của cuộc bầu cử lúc này chỉ còn phụ thuộc vào trách nhiệm của cử tri với mỗi lá phiếu bầu cử, thể hiện quyền làm chủ trong việc lựa chọn ra những người đại diện cho tiếng nói, cho lợi ích của mình vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để ngày 23 tháng 5 thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử nơi ứng cử. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông tin đến cử tri nghề nghiệp lĩnh vực công tác, trình bày chương trình hành động cụ thể, rõ ràng, mạch lạc và bằng thái độ cởi mở, tự tin và bản lĩnh. Với cử tri, khi được trực tiếp nghe chương trình hành động sẽ hiểu rõ hơn mục đích, mục tiêu của các đại biểu khi ứng cử. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để nhân dân cử tri giám sát khi những người ứng cử được tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó, các ứng cử viên sẽ thực hiện chương trình hành động đó trong thực tiễn như thế nào để thực sự tạo ra những động lực phát triển tại địa bàn, nơi mình ứng cử cũng như xây dựng, phát triển đất nước. Điều này đã nhận được sự đánh giá cao của cử tri và đặt niềm tin, kỳ vọng về những điều mà các ứng cử viên trình bày. Những đại biểu mà chúng tôi được bầu ấy, là chúng tôi mong là những đại biểu đó sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động mà trước khi ứng cử đó được tiếp xúc với cử tri, và chúng tôi gửi gắm toàn bộ những cái niềm tin vào đại biểu đó để làm sao mà không phụ lòng cái mong mỏi của dân. Hiện nay, tiểu sử, thông tin của các ứng cử viên, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai tại 7 đơn vị bầu cử của thị xã. Cử tri bằng lá phiếu bầu cử của mình sẽ quyết định lựa chọn bầu ra 3 đại biểu Quốc hội, 2 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và 64 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và địa phương. Vai trò của cử tri là vô cùng quan trọng. Vì vậy, mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không chỉ thực hiện quyền dân chủ mà còn là nghĩa vụ công dân, thể hiện trách nhiệm chính trị của mình đối với đất nước. Lá phiếu bầu còn là biểu hiện của lòng tin của dân với đảng, với chế độ. Tôi là một cử tri của thị xã Mường Lây, thì để thể hiện cái tinh thần trách nhiệm của người cử tri thị xã, thì trước hết là tôi sẽ đi bỏ phiếu thật sớm, và đã qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về các tiểu sử của các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân các cấp, và qua những lần tiếp xúc cử tri để nghe các chương trình hành động của các đại biểu Quốc hội cũng như là Hội đồng Nhân dân các cấp, thì tôi thấy rằng tôi sẽ có cố gắng nghiên cứu và bầu đúng bầu đủ các vị đại biểu có tinh thần trách nhiệm cao để bầu vào các đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp và thực hiện trách nhiệm của người đại biểu đối với nhân dân, đối với đất nước. Theo Hiến pháp năm 2013 quy định quyền tự do dân chủ, quyền trực tiếp và gián tiếp của người dân trong xây dựng chính quyền, trực tiếp cầm lá phiếu để bầu ra người thay mặt cho chính mình tham gia vào chính quyền địa phương và bộ máy nhà nước, đó là bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bởi vậy, khi cầm lá phiếu trong tay, trách nhiệm của mỗi công dân là phải theo dõi danh sách đại biểu, sáng suốt lựa chọn người có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Điêu Văn Ánh, bản Đớ, phường Na Lây, năm nay đã ngoài 60 tuổi và cũng không còn nhớ là đã bao nhiêu lần được tham gia bầu cử nữa.
Tuy nhiên, bản thân ông luôn xác định đã là cử tri thì phải có ý thức thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình từ những việc làm nhỏ nhất. Đi bầu cử đúng giờ, phát huy tối đa quyền làm chủ của mình cũng thể hiện ý thức trách nhiệm với đất nước. Sắp đến ngày bầu cử rồi, tôi thì cũng đã đi bầu nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng khác như lần nào, vì lần này là mình lại làm quyền lợi của người công dân nước Việt Nam thì mình phải đi sớm và đúng để vận động bà con xung quanh đi bầu cử cho nó đúng thành phần. Và nhất là bây giờ còn Covid nữa thì mình phải tránh như thế Covid đi nữa, thì mình phải làm sao không tụ tập đông người. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chị Lù Thị Huyên, bản Hốc, phường Na Lai là một trong ít đại biểu của bản được tham gia cuộc tiếp xúc vận động bầu cử của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 4 phường Na Lai. Bản thân là cán bộ ban công tác mặt trận bản Hốc nên chị Huyên luôn xác định và nhắc nhở, tuyên truyền vận động nhân dân việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là bầu người đại diện cho mình và cũng chính là gửi gắm vào đó một kỳ vọng ở một nhiệm kỳ mới. Chính vì vậy, cần có trách nhiệm và thực sự nghiêm túc với lá phiếu của mình để bầu ra người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực tham gia vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp khóa tới. Là người công dân thì tôi sẽ thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình là đi bỏ phiếu thật sớm và chọn những người đủ đức, đủ tài vào đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với cương vị là trưởng ban công tác mặt trận, tôi sẽ vận động nhân dân và tuyên truyền với nhân dân hiểu về luật bầu cử và cũng tuyên truyền nhân dân đi bầu cử sớm và lựa chọn đúng những người đủ đức, đủ tài, đảm bảo đúng thời gian quy định và đảm bảo số lượng của đại biểu. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày hội trọng đại của đất nước. Cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc nói chung và cử tri thị xã Mường Lây nói riêng sẽ dùng lá phiếu để lựa chọn những người ưu tú về trí tuệ, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, đại diện xứng đáng cho mình trong các cơ quan dân cử. Tuy nhiên, để mỗi lá phiếu thực sự nói lên tiếng nói của mình, trong suốt quá trình bầu cử, người dân nên thể hiện trách nhiệm, tìm hiểu, xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn người đại diện xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc bầu ra cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và địa phương sẽ góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa những quyết sách xây dựng đất nước và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, mỗi lá phiếu của cử tri đều mang sứ mệnh cao cả là viên gạch hồng góp phần xây dựng đất nước. Học tập và làm theo Bác, phát huy quyền và trách nhiệm cử tri theo lời Bác, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phải thể hiện tích cực quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong bầu cử. Có như vậy mới góp phần làm ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Quý vị và các bạn thân mến, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng đại và là ngày hội lớn của toàn dân. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp ở thị xã Mường Lây đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các bước, quy trình hoàn tất công tác, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị cùng theo dõi. Về phường Na Lây những ngày này, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích về bầu cử được trang trí khắp các tuyến phố chính. Có mặt tại tổ bầu cử số 1, chúng tôi cảm nhận được không khí tất bật, khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Tại các công sở, khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai. Các hòm phiếu cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn. Đến thời điểm hiện tại thì đơn vị bầu cử số 1 của phường Na Lây thì chúng tôi đã phân công cho các thành viên trong tổ bầu cử và đã trang trí đầy đủ tất cả trong phòng bỏ phiếu và ngoài hội trường bỏ phiếu. Và hiện nay thì tất cả cái trang trí khánh tiết và niêm yết các danh sách cử tri và niêm yết danh sách những người ứng cử và cái khẩu hiệu băng rôn, tất cả đều đảm bảo theo đúng quy định. Đến thời điểm này thì tất cả cơ sở vật chất đều đảm bảo cho cái ngày bầu cử.
Cũng như tổ bầu cử số 1, đến nay các tổ bầu cử địa bàn phường Na Lay cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử. Ông Lù Văn Thấm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân phường được bầu 21 đại biểu tại 5 tổ bầu cử. Ngay sau khi cấp trên triển khai kế hoạch bầu cử, phường thành lập Ủy ban Bầu cử, tổ bầu cử và triển khai các bước theo đúng quy định, tiến độ đề ra. Mọi hoạt động hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, từ công tác chuẩn bị, khánh tiết cho tới tuyên truyền đều được phường Na Lay triển khai thực chất, rộng khắp. Chính sự quan tâm đặc biệt của địa phương đã làm khơi dậy niềm tin, niềm háo hức, chờ đón sự kiện quan trọng của đất nước trong toàn dân. Hiện nay tất cả mọi công đoạn để chuẩn bị cho công cuộc bầu cử thì điều kiện cơ sở vật chất lẫn lực lượng để tham gia thì đã chuẩn bị rất là đầy đủ và kỹ lưỡng. Và tất cả các bước thủ tục theo quy định cũng như là các mốc thời gian liên quan đến công tác cuộc bầu cử thì hiện nay được tiến hành rất là đảm bảo và khẩn trương. Và tất cả các tổ bầu cử ở trên địa bàn phường Na Lay thì hiện nay có 5 đơn vị bầu cử thì đã được bố trí sắp xếp cũng như là mọi thủ tục đã được hoàn tất. Đến thời điểm hiện tại thì có thể khẳng định là mọi công việc đã sẵn sàng để cho cuộc bầu cử được diễn ra tốt đẹp. Theo quy định, Hội đồng Nhân dân thị xã Mường Lay được bầu 30 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp xã được bầu 64 đại biểu. Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử, ngay từ đầu tháng 1 năm 2021, Thị ủy Mường Lay đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử, yêu cầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Thị xã và các xã, phường thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định. Các bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã phường bảo đảm dân chủ, đúng luật và tiến độ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử thị xã đã lập và công bố danh sách chính thức 50 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban Bầu cử các phường, xã lập và công bố danh sách chính thức 108 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Các xã phường trên địa bàn cũng đã thực hiện niêm yết đầy đủ danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, lập và niêm yết danh sách cử tri của mỗi tổ bầu cử ở những nơi trang trọng, thuận lợi cho người dân đến tìm hiểu, rà soát, kiểm tra thông tin. Đến thời điểm này, tổng số cử tri trên địa bàn thị xã là 7.190 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 17 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử thị xã Mường Lay đã xây dựng và kế hoạch chỉ đạo đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các xã, phường phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả các phương án phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân dân cũng như đảm bảo để cuộc bầu cử được tổ chức thành công. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thị xã Mường Lay cũng đã tiến hành họp khẩn và triển khai các cái nhiệm vụ cấp bách và bàn cái phương án cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong cái ngày bầu cử ngày 23 tháng 5, đã tiến hành về cái trưng tập và thành lập các cái đội như cái đội về cái phun phòng khử khuẩn ở tại các cái khu vực bầu cử, 17 khu vực bầu cử. Mỗi khu vực bầu cử là bố trí cho 2 cán bộ y tế để cái thực hiện đo cái kiểm tra thân nhiệt và hướng dẫn nhân dân cái thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, và cũng đồng thời nó là cái đảm bảo vấn đề lực lượng, phương tiện phục vụ những cái tình huống bất trắc xảy ra khi có những cái trường hợp nghi ngờ là có gây do vấn đề về lây nhiễm cái bệnh COVID-19. Đến thời điểm này, không khí háo hức đợi ngày bầu cử đang ngập tràn khắp các nẻo đường ở thị xã Mường Lay. Cả người dân và chính quyền địa phương đều hướng về ngày hội với nhiều việc làm hưởng ứng thiết thực. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng trên từng khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường dân cư, cờ hoa, pano, tuyên truyền được trang trí rực rỡ. Trong câu chuyện của người dân thị xã vùng cao Mường Lay hôm nay, có thêm nhiều thông tin mới cùng hướng về ngày hội chung thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nội dung vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.